em miền hộp ấy em hiểu mai khoai ấy bài hay em xí em khơi cái sàn chân sà chuột khoai em mà anh ít năm ra có chập chạy ít lo chập chạy đó đó cái chết chết có là khơi chư khá ba mẹ nói xí em mà cầm xí ấy bữa ấy cả đứa chan mà mẹ lẹp lại cho là ít năm ra có chập chạy lo mà có plu hay xí tự xong là chất khá mà thay em tiếp mai phong em xí bay mà ít năm nữa mà ngay à mà tha thôi chập chạy xí cha mà xua ai cũng cất trang xí ấy xên xí chập chạy à sân chẳng mấy xóa chập chạy thêm tiệt à lâu chơi mở không ai chập chạy nó vô tới một cái lô khá mở ngó à đây của ai xí à chơi ra một khám ai xí bà mình lệm châu làm láng xí chập chạy ngay láng chập chạy đó bê là gậy láng khám xuống bữa chập chạy chắc ba tất đấy nè chập chạy xìm châu đây ba bị giá mấy đã ba thằng cái à đây bị khó khí à ấy xong đồ mà hộp mày chắp chạy cho mà tất đây ấy bật mình heo bay á bạn cho làm lo mà khen chắp chạy nhầm làng tuân chỉ cung cái đó cho nó ra cho non muốn cái đó ta mà hộp xin ban phá ấy cho chăn chăn gọi một bạch mà lên cha tia đây mà bạch cái say mà cười đập phát này cái thơ chẳng ấy mày ấy cho chăn kia mà chụp chụp bằng phone em mà chụp ba cái này phát ấy mình đây phát ở rồi ngay nè ấy vui vui cái phát mà đang sao ấy thơ ca rồi cái đất tia đất bay âu bà đã đa cái bật tia bài đất tia say đi mà lấy tia mà đau mà đói cặp bọn này khai mà linh cũng chạy thao em mà lấy tia bay ngay khai mà chặt chạy sao à chặt chạy luôn ai xin toàn áp phong rồi xong kê mà thêm tiếp khai mà nhóm khơi chặt chạy chăng sạp bè lâu tiếp ấy xong đô mà hôn bỏ các bài ấy xin chặt chạy ở sân tư phần xin chặt chạy đang ở á chẳng ai xong kê thêm mẹ ấy chẳng ai đang tia xin chặt chạy tiết bà khâu ở một cách thật là củ khoai say ไอ้ขมิ้นไอ้ไงเลยจับแฉ่ไอ้